sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2020, tôi có những cái bản tin tôi mắc cười lắm thưa quý vị. Sau cái vụ án Đồng Tâm xảy ra từ ngày 7 tháng 9 cho đến ngày 14 tháng 9, thì ở bên hải ngoại, trên các mạng á, họ mới tung những cái tin. Họ nói rằng là, ôi, bây giờ đó là nhiều đảng viên Cộng sản Việt Nam sáng mắt rồi, sau cái vụ này, rồi có một cái cao trào rời bỏ đảng. Cao trào rời bỏ đảng Cộng sản Việt Nam vì vụ án Đồng Tâm. Quý vị nghe thấy mắc cười không? Mà có những cái vừa là cái gửi đi trên các mạng như vậy đó. Gửi đi trên các mạng là cao trào các đảng viên Cộng sản Việt Nam thương mến cụ Kình nên thôi rời bỏ đảng. Không biết họ lấy tin tức ở đó ở đâu nữa thưa quý vị. Bây giờ là có đảng viên nào mà rời bỏ đảng Cộng sản Việt Nam thì xin quý vị cho tôi biết với sau cái vụ án Đồng Tâm. Nhưng mà tôi cũng xin đọc lại một cái bản tin khác để cho những người mà họ nói như vậy đó, thì họ biết rằng là cái chuyện mà họ ảo tưởng đó nó không có cửa. Nó không có cửa. Đó là cuộc họp, cái vòng an ninh, đối thoại vòng an ninh chính trị và an ninh quốc phòng lần thứ 11 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, diễn ra từ ngày 23 mà tháng 9 à, diễn ra từ ngày 23 tháng 9 thưa quý vị. Thì cái này là diễn ra sau khoảng chừng hơn một tuần cái vụ án Đồng Tâm kết thúc. Thì quý vị thấy rằng là Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ đang siết chặt lại chuyện chặt chẽ hợp tác với nhau để gọi là có đối thoại an ninh chính trị, mà làm sao có cái vụ đó được mấy ông ơi. Trời ơi, mấy ông cứ ảo tưởng hoài thôi. Thì thưa quý vị, là theo RFA đàng hoàng chứ không phải là theo tôi nha, Radio Free Asia nha, và vào ngày 24 tháng 9 nha 2020, đó là cơ quan Đại Á Châu Tự Do đó, chứ không phải tôi đó. Họ loan tin rất rõ ràng vào ngày 23 tháng 9 năm 2020. Tin nó hơi cũ một chút xíu tại vì hôm nay đã là ngày 28, nhưng mà cách đây loan tin 4 ngày rồi. Nhưng mà tại vì có nhiều chương trình quá, tôi đâu có làm kịp hết. Lỡ có ra kênh Góc Nhìn gì gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, tôi làm thêm, chứ còn tôi có nhiều tin tôi không làm kịp. Thế thì bây giờ là theo báo tin của đài Radio Free Asia đó, đã trong tự do đó, thì cái cuộc họp này được gọi là cuộc họp lần thứ 11 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, thì kỳ này đó là tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 23 tháng 9. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì cũng phát đi một cái thông tin nói rằng là trợ lý ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông R. Clark Cooper đến tham dự cái cuộc trực tuyến đó. Và bên phía Việt Nam thì có cử Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ của Việt Nam để đồng chủ trì vòng đối thoại này. Và hai bên có thảo luận về hợp tác song phương tiếp tục, nếu mà sau thành công của vòng đối thoại chính trị an ninh quốc phòng tại Việt Mỹ như lần thứ 10 kỳ trước đã được tổ chức tại Washington DC vào năm ngoái. Và trong cái cuộc họp này đó thì là hai bên thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương, tức là chặt chẽ về vấn đề quốc phòng,
chứ chả có ai nói đến cái vấn đề đồng tâm là cái quái gì hết. Cái đồng tâm đó là một cái thứ gọi là thảo khấu khủng bố, ai cũng biết, nước Mỹ biết, an ninh quốc phòng đấy. Làm gì có cảnh mà vì đồng tâm mà các đảng viên cộng sản bỏ ra đi hồi nào. Mấy cha nghĩ tưởng tượng hoang tưởng bừa dễ sợ luôn. Và trong cái kỳ này đó, Việt Nam và lẫn Mỹ là hứa cam kết sẽ phải chặt chẽ để gọi là hợp tác với nhau trong cái bảo vệ của an ninh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Mỹ hứa là sẽ yểm trợ cho Việt Nam tối đa để giữ an ninh Việt Nam. Đấy, mấy ông chống cộng làm sao vận động được Mỹ đây? Nên đừng có nói bừa. Những đảng viên cộng sản Việt Nam người ta thấy được rất là rõ ràng đó, người ta đang làm cái công việc bảo vệ tổ quốc, người ta đâu có dại dột gì mà bảo nói giống như mấy ông là xúi dục sao đó là bảo từ bỏ đảng. Cái đó là mấy ông tuyên truyền cho hải ngoại để người hải ngoại tưởng bỏ thiệt, còn tin vào mấy ông để mấy ông còn quyên tiền được nữa, chứ làm gì có. Xạo dễ sợ luôn. Bằng chứng đây nè, nước Mỹ nè, ông thứ trưởng R. Clark Cooper đến tham dự đó, hứa bảo vệ Việt Nam đó. Cái ông mang kêu ông Clark Cooper ra bảo là chế độ bưng bô đi, sao các ông không kêu ông Clark bưng bô cho đảng cộng sản Việt Nam đi, cho nhà nước Việt Nam đi. Nên các ông nói toàn là trong cái trí tưởng tượng ra, càng lúc càng nghe càng bừa, càng thấy càng tởm. Hồi trước tôi nghe tưởng thiệt, cứ tưởng riết là tưởng thiệt, nhưng cuối cùng là khi có trí khôn thêm thấy mới thấy là rõ ràng là con bừa, bừa dễ sợ luôn, bừa không thể tưởng tượng được. Thì trong cái vòng đối thoại kỳ này, nó không những cái vấn đề mà an ninh quốc gia nè, rồi an ninh hàng hải nè, rồi giữ hòa bình cho thế giới, nhất là ở Trung Đông là Việt Nam sẽ cử người thêm qua bên phía châu Phi này, vân vân, rồi còn thúc đẩy các nỗ lực quốc tế trong vấn đề thương mại nè, Việt Nam bây giờ là một đối tác quan trọng, hầu như là Mỹ cần Việt Nam hơn nữa. Đó, đảng viên cộng sản nào bỏ đâu, nên toàn là ngồi cái sự bịa chuyện cho cái việc đó, để cho nghĩ rằng là người hải ngoại tin quý vị giống như trước rồi, là như vậy là đảng cộng sản đang gặp nguy khốn, chúng ta tranh đấu rồi chúng ta đóng tiền cho các cái tổ chức chống cộng. Họ chỉ mong từng đó thôi, thưa quý vị. Nhưng mà tôi lấy tin tức không phải là lấy tin tức từ phía nhà nước Việt Nam, để cho họ biết rằng là đây là chính đài Free Radio, Radio Free Asia, Đài Á Châu Tự Do. Đài Á Châu Tự Do thì thưa quý vị đã biết rồi, đó là một cơ quan truyền thông phụ của Đài Voa, chủ trương bởi Hoa Kỳ, mà ban Việt ngữ này thì nghiêng về phía Việt Tân, nghiêng hẳn về phía chống cộng cực đoan. Nhưng bây giờ đó thì những cái tin này họ không chối được, họ đâu có giấu được. Họ mà nói gì đó thì sẽ có những người như tôi sẽ phản ảnh lên trên bằng tiếng Anh chứ bằng tiếng Việt, để cho nói rằng là cái đài này là bịa chuyện xuyên tạc, bịa chuyện, nó không phải làm truyền thông. Mà đây là fake news cũng không được, cho nên cuối cùng họ cũng đăng những cái tin chính thức này. Chính thức này, và họ có cái bình luận thì đương nhiên họ bình luận không có lợi cho Việt Nam. Còn nhưng mà tôi nói, tôi chỉ lấy bản tin là tôi bình luận kiểu của tôi. Thưa quý vị, đó là tình cảnh mà những người chống cộng cực đoan cứ hay tung những cái tin giả. Nhưng mà tôi lấy một cái tin thiệt, chính đài AFA, để cho quý vị cân nhắc suy nghĩ, chớ có mà tin vào những cái tin thất thiệt như vậy. Nói rằng là những đảng viên cộng sản Việt Nam thấy cái tình cảnh gọi là giết người như ông Lê Đình Kình, những cái nỗi oan ức của người dân, cho nên là họ bỏ đảng. Thưa quý vị, đó là xạo. Xạo 100%, không có đảng viên nào hết á. Và bằng chứng á, chỉ sau một tuần thôi. Tại sao ông R. Clark Cooper đến Việt Nam đâu có nói gì về cái vấn đề đó.
đâu nói gì vấn đề đồng tâm, đủ hiểu rồi nhé. Mấy ông mấy bà mà chống cộng cực đoan cái hay xạo như vậy, hãy sống đúng với lương tâm của mình đi. Nếu quý vị có chống gì đi nữa đó, mà quý vị nói đúng sự thật đó, thì người ta còn tôn trọng. Còn đây quý vị cứ bịa chuyện ra, toàn là tin láo không à, tin láo. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.